Ở là tối hôm qua có một bác điện cho em nói là cái vườn na của tôi ấy là cái quả na mới ra mấy cả cái bông nó bị chấm đen rất là nhiều, xong là nó thối luôn. Đấy. Thì bác ấy có mua nấm, là mua cái thuốc nấm metalaxin ấy về để phun. Thì hôm qua là mua thôi chứ chưa phun. À, thì hôm qua có điện cho em thì cũng rất may lúc bấy giờ em cũng có thời gian em bắt máy được. Nên là em có hỏi thì em nghi là nó bị bọ xít muỗi tấn công. Nhưng bác ấy cũng chưa biết là cái con bọ xít muỗi nó như thế nào, tại vì bác ấy chưa nhìn thấy. Thì em có bảo bác là ra vườn vặt luôn cái quả đó rồi cái bông đó mang vào trong 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 nhà chụp lại hoặc là quay Zalo cho em nhìn. Thì nói thật các bác là nó đốm đốm đều y như thế này luôn này, mà cái đốm vết đốm nó nhỏ nhỏ thôi, nó chấm chấm nhỏ nhỏ tí tí á. Trên cây thì có em có không biết đây này, cái ông thần nó đợt trước này khi em chưa phun đây này y thế này luôn này, đấy chấm chấm như này các bác này, đấy các bác thấy không, cái vết nó xung quanh không, chấm chấm đen đen không. Nhiều bác cứ nghĩ là bị thán thư đi mua thuốc nấm về phun đấy, nhưng mà không hết đâu các bác. Cái chấm đen này á, các bác thấy cái vết chích rất nhỏ, rất nhỏ kia không, đấy là vết chích của cái con ấu trùng bọ xít muỗi các bác nhé. Con bọ xít muỗi á là nó đẻ trứng ở cái kẽ lá này rồi cuống quả cái thứ của mình này. Trong thời vòng đời của nó thì tầm khoảng 10 đến 15 ngày á, là cái con ấy nó sẽ nở ra. Nở ra một cái con nó bé bằng bằng cái tóc của mình thôi. Nó màu hơi trong trong ấy. Nó đi như gần như cái con bọ ngựa nhỏ ấy, nhỏ nhỏ con thật, thật nó rất nhỏ các bác. Là nó sống ngay ở trên cái quả na này này. Đấy, nó sống ngay trên quả na này. Và nó ăn uống nó sinh hoạt luôn trên cái cuộn của quả na này này. Nên là tại sao mà tập trung chích ở cái cuống quả la rất là nhiều. Đấy. Cái chỗ này là em mới phun ngày hôm kia, khả năng em phun nó chết rồi. Chứ không thì em xác định luôn là trên cái quả na này của em sẽ có 1 đến 2 con ấu trùng của cái con bọ xít muỗi. Đấy, nó sống nó không bay được đâu, nó chỉ bò thôi. Thấy người là nó bò nó lấp. Nếu mà mình động mạnh quá là nó thả người nó rơi xuống dưới này luôn này. Đấy, nên khi các bác phun ấy, phun này là các bác phun luôn cả dưới này luôn. Để nếu mà có trúng nó cho nó chết. Chứ không nó lại bò lên. Đấy, nó bò như là cái con bọ ngựa ấy. Đấy, nó rất là nguy hiểm nhá. Đấy. Thì ngày hôm qua em có nói với bác là ra phun mua thuốc sâu để phun. Đấy. Tốt nhất là bác mua cái thằng thuốc sâu mát bông mát trái. Đấy. Em cũng chả giấu gì nữa. Hôm qua em có bảo bác là ra mua cái thằng là thuốc Emametin ấy. Đấy. Emametin nhá. Đấy. Kết hợp với cả một cái dòng thuốc lưu dẫn nữa. Bác phun. Hoặc nếu bác ra bác mua thuốc lưu dẫn thì bác mua là thuốc đấy nó sẽ trộn hai thành phần là vừa diệt trực tiếp vừa lưu dẫn, là hai thành phần đấy được rồi, không cần phải trộn thêm cái thằng Emametin nữa. Đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái dòng thuốc sữa. Đấy, nhưng mà dòng diệt trực tiếp nhá, để chúng ta phun chúng ta diệt luôn, nó đang ở trên cây trên quả này là diệt chết luôn. Chứ còn lưu dẫn thì nó phải có tác dụng vài ngày, nó phải hút nhựa cây này rồi bắt đầu nó mới chết từ từ. Đấy, nên là nếu mà các đi phun ấy, là lên phun loại vừa diệt trực tiếp vừa lưu dẫn vào trong cây, tác dụng rất lâu dài, 10 đến 14 ngày thì trên cây rất là sạch. Này các bác thấy không? Những cái trái này đấy, rất là đẹp này. Đấy, này. Đấy các bác thấy đẹp không? Không có con gì luôn này. Đấy. Đây. Rất là đẹp, nếu chúng ta dùng đúng thuốc là đẹp lắm. Đấy, bọc cái này nhá. Em sử dụng cái túi bọc giấy của em kìa. Bọc xong khoảng một thời gian sau nó lên cái phấn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, này. Đấy, nhìn nó đẹp lắm chứ nó khi mà chúng ta mà dùng không đúng á, không đúng cái túi bọc á là nó sẽ nám đen như thế này này. Mặt trời nó dọi vào á, nó cháy, nó sẽ nám đen này. Hoặc là nếu mà dùng không đúng thuốc á, quá thuốc là nó cũng sẽ nám đen như thế này. Đợt trước còn bác dùng phun mà nó nám đen rất là phí. Đấy, thì hôm nay cũng tối tối rồi nhỉ. Thôi chắc nghỉ đâu mẹ ơi. Mai rồi bọc. Một lý do nám đen nữa là nhiều khi là nó cọ cành đó, cọ cành cọ lá đấy. Là nó cũng dễ bị nám đen. Đây, đấy. Thì chúng ta phải xác định đúng đối tượng thì chúng ta khi chúng ta xử lý mới chuẩn được. Chứ còn nếu mà bọ xít muỗi rồi các loại chích hút mà nó đen trên cây mà chúng ta phun mỗi thuốc nấm không thì nó không hiệu quả đâu. Đấy, nó không hiệu quả được các bạn. Đấy, còn trộn nhiều loại thuốc quá thì trộn lẫn vào mà phun ấy, nếu mà chúng ta không biết cách trộn ấy, hoặc là phun nặng điều quá thì nó lại nám đen hết. Quả chúng ta sẽ đen xì như thế này này. Đấy, quá sẽ đen như thế này thì sau này bán làm sao được. Đấy. Đánh số 1 là lần thứ 1. Nhưng mà không cần đâu. Lần sau này chỉ cần lấy cái bút ấy, vạch một vạch dài
cả tập như thế này này, là mình nhìn nó biết rồi. Lần thứ hai là mình vạch màu đỏ hoặc là mình vạch hai vạch cách nhau khoảng một khúc khoảng 5-7 phân này, là mình biết lần thứ hai thì cần phải đi ghi từng cái một này. Ví dụ như là số lượng cả mấy ngàn túi thì sao, cả vạn túi thì sao? Thì cứ ngồi đây mà ghi thế này hết ngày, mất nguyên ngày công. Ít thì giải quyết được ngay, nhưng mà số lượng nhiều thì như thế là chưa khoa học. Đấy. Đấy. Vâng, thế các bác nhá. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật là thành công nhá. Chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.